Chào mọi người nhá. Hôm nay mình rất nhiều lượt khách hỏi về cái vấn đề cái con Daikin này nó nháy cái trimmer này. Đó. Thì hay là lỗi AH ở con Daikin MCK70. Cái này thì cả khách bên mình và khách bên mình thì mình thường sẽ nói rồi. Mà nhờ rất nhiều các anh em dùng máy này thắc mắc thì mình sẽ giải thích cái vấn đề này nhá. Cái này nó không phải là lỗi. Mà bản chất cái này là cái màng than nó không lắp vào cái lẫy để trimmer hoạt động. Thực ra thì nó rất đơn giản, nhưng mà nếu mà không để tính năng này nó nháy thì lại trimmer lại không hoạt động, nên là nó cũng gây ra những cái phiền toái mà nó lại không hoạt động hết công suất và tính năng của máy. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra. Đây các bạn nhá. Đấy, đây là than này. Thì bản chất ở cái góc này của cái con MCK70 và MCK55 nó sẽ có cái lẫy này. Thì cái màng than khi các bạn lắp vào, cái màng than này phải đè vào cái lẫy này. Đấy là yêu cầu bắt buộc nhá. Mình không biết các bạn lắp thế nào, nhưng buộc phải đè vào. Nếu không đè vào thì nó sẽ báo cái lỗi nháy đèn ở trên này. Đây mình lắp, mình đã đè rồi nhá. Ok, mình sẽ lắp lại cái... Ok. Đó, bạn thấy không? Thì cái lỗi này sẽ được khắc phục. Và cái lỗi AH báo ở màn hình tròn, cái chỗ báo độ ẩm ấy của thằng Daikin MCK70 ấy cũng sẽ hết. Đấy, cái lỗi rất đơn giản thôi, nhưng nếu các bạn không bật cái tính, không lắp cái này ấy, thì nó sẽ bị cái lỗi gọi là lỗi người dụ, lỗi cái trimmer sẽ không hoạt động. Cái trimmer không hoạt động thì cái dây khuẩn của nó sẽ gần như không hoạt động, nó chỉ vậy thôi, bằng lọc thôi.